rồi. Bánh mì à, gọi bánh mì đúng không? Bánh mì rất là đắt khách. Từ đây cái chỗ nào mà đừng có cái cục gân này ngang nổi. Ba ổ. Cái nào nữa có không? Để chút xíu nữa được không? Cái gì đi giao tới em làm cho. Gia chiều có người, chiều hả? Nhiều mấy giờ em? 3:30. Cái này lấy hết hay là sợ hết đó nhiêu? Dạ để cần cân thôi. Cái này kia mốt nè, lấy ký thôi, 300. Đưa, chị con đi cắt bỏ cái phần này lại. Cắt bỏ phần này lại. Hai ở bánh mì nó quay. Cái hết đi cũng đâu tốn tiền đâu. Tính tính hả? Dạ. Cái món mà tính tiện thế chặt ra giùm luôn nha, chặt đừng chặt ngắn quá, chặt làm hai thôi không để thả cho nó ngon. Bắt cái này làm ba chứ làm hai nó rồi làm ba đi rồi mua miếng ba đội á. À, miếng nào ba đội ngon lắm hả? Thường non là 300 ngàn một ký, đùi là 300, rồi ba rọi là 350. Cái này mà ba rọi đó rút sườn hay gì á hả? Cái đó là ba rọi thường, món này sườn nè chú. Ba lấy ba lạng đi. Ba lạng chứ chặt không? Chặt không, chặt chỗ luôn. Cái này ba rọi rút sườn hay là thường cơ? Dạ ba rọi rút sườn. Ba rọi chứ không? Cải không không? Bây giờ để lấy miếng này hai ba. Cái nào ít mỡ lấy cho anh miếng à. Cái nào ít mỡ, cái này ít mỡ luôn hả? Cái này hả? Dạ. Cái này miếng đó da giòn không? Dạ. Cái này miếng luôn rồi cô ơi. Dạ. Cái này miếng là nhà mình hả? 28 nữa. Giò heo là 200 ngàn 1 ký. 12 nữa. Miếng cô Tú là chị. 8 với nhà là chung đi. Để chung đi. Để 100 ngàn nữa em. 100 ngàn. Cô chú ở gần đây không cô chú? Cô chú ở gần đây không? Gần, ở dưới à. Đây nè. Dạ, cô chú có thường mua heo quay của chị Kim Mai không? Có. Dạ. Mua à. Dạ. Cô chú cũng ở gần đây. Chặt ra làm luôn em. Dạ. Có tiền không? Có hồi nào chưa được chạy quá nha. Thử thách Lily chặt trong vòng 10 giây không? 10 giây như cái máy hả? À, như cái máy luôn. Lily chặt trong vòng 10 giây á. Kim Ngân là chặt 10 giây rồi. Đó. Chặt. Rồi. Ừ. Không dám thử thách. Không dám thử thách là 10 giây. Con cho hộp khác đi. Dạ. Hộp này nhiêu đó à, đừng được này quá. Đấy, hai người. Ờ, hai người đó là sẽ chia ra. Rồi về được chưa cô? Rồi lấy miếng nào nữa? Lấy chung hay riêng con? Lấy chung.
ta lấy miếng coi. Ủa hải miếng đó là 1 ký hả? Dạ, nó 1 ký là cái này với cái này đó. Dạ, vậy giờ chặt thêm miếng đó nữa. Dạ. Để vô đây thêm cái này 9 rưỡi nè. Rồi rồi. Thêm dây là sao? Thêm hết miếng đó đi. Hết miếng luôn. Còn mua 3 ký của mình nè. Bây giờ lấy hộp bự nha cô. Lấy hộp bự đi. Lấy đổi hộp bự đi. Lấy hộp bự lớn 1 ký đó chị. Không cho vô đó, miếng không cho gì cả. Hết quá. Rồi rồi thôi, nhiêu đây thôi, nhiêu đây thôi. Rồi, còn nhiêu thì đó hộp đó. Lily chỗ tài chặt theo quay trong vòng 10 giây. Đó là thử thách phải không? Thử thách chặt trong vòng 10 giây. Vượt vượt qua vòng 1. Vòng xóa nợ hả? Rồi trong chặt 5 giây. Rồi cho mấy trái dừa với nước chấm vô đây nó tiền luôn. Rất là hấp dẫn quý cô chú anh chị và các bạn. Giá dồn rụm. Cô với chú gần đây. Đây là phía đây chợ Bình Tiên. Buổi sáng hôm nay bà con bán bông hoa rất là nhiều luôn. Quý cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy bà con bán bông hoa này. Phía bên đây là có bún thịt nướng. Nếu có dịp đi ngang qua thì ăn bún thịt nướng thì ủng hộ chị luôn nha. Đó, bánh mì mới vừa ra luôn, nóng hổi luôn, mới vừa ra lò. Thử thách một phút vòng 2 Lily làm được bao nhiêu ổ bánh mì. Vòng 1 là chặt 10 giây rồi. 10 giây. Thử thách gì vậy? Thử thách vượt lên chính mình mà.
Lily nói là chặt chậm lắm. Cao thủ Lily. Làm chạy xuống khu chế xuất Tân Thuận á, đi ngang đường đây. Cái hồi bên kia nó kẹt xe thì đi đường đây, cái hồi đi ngõ kia đường Hậu Giang á, Hậu Giang chạy thẳng xuống luôn. Trong một phút Lily làm được bao nhiêu hũ bánh mì quý cô chú anh chị và các bạn? Bánh mì rất là hút khách. Thì bổ bánh mì 15k đầy ấp. Cho đi làm á, tôi dễ ăn. Dễ ăn tiện. Bỏ một chai nước. Chan rồi. Hết xe quay rồi. Hết xe quay chặt bánh mì rồi. Với lại Lily bán bánh mì nhiều thịt lắm. Ăn bổ bánh mì rất là chất lượng. Muối tiêu nữa. Lắc đầu ai lắc đầu đi đi.